Đây là khu nuôi cá của bà con ngư dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây xuống thành phố Vũng Tàu 13 km. Các bè cá nằm nối đuôi nhau san sát bè nọ gần bè kia. Tôi cũng chưa biết bà con nuôi cá gì ở đây, nhưng tôi thấy rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Và xung quanh ở đây là phong cảnh rất hữu tình. Tôn mái xanh mái đỏ nằm kề cận bên nhau, và đây cũng là một đường vận chuyển nối liền thành phố Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì tôi thấy các bà con đây thì nghe chắc là nước ngọt thì bán là những ngư dân sống ở trên các bè cá này nuôi cá. Và cá đây là chắc chắn là những cá có giá trị kinh tế cao. Và nếu lần sau có dịp tôi sẽ xuống phỏng vấn bà con về cuộc sống, về sinh hoạt, về thu nhập, những cái thuận lợi khó khăn như khi nuôi cá bè trên biển như thế này. Và đây là một vùng nước nặng biển Bà Rịa Vũng Tàu, sông Sài Gòn chảy ra. Tôi hướng tây thấy núi rất là đẹp, đứng đứng trên cầu, trên cầu phải là cầu Trà Và, đi vào Gò Găng, và đằng xa kia là cái dãy núi của coi như là Bà Rịa, thành phố Bà Rịa. Và bên kia đường cầu quay những cái lồng cá, những bè cá của bà con. Ồ, bên này tuyệt vời nhé.